Trời còn đổ mưa, nhưng các thành viên trong câu lạc bộ Lay Team Phú Quốc vẫn đến từng nhà trao quà trung thu cho trẻ em nghèo. Nhìn các em háo hức chờ đợi, nghe các em chia sẻ niềm vui khi được tặng quà, ai cũng thấy ấm lòng. Bởi lẽ khi dịch bệnh còn đang hoành hành tại nhiều địa phương, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Những tưởng trung thu năm nay sẽ trôi qua lặng lẽ trong thiếu thốn, đâu có ai ngờ các em đã nhận được quà vào đúng dịp trăng rằm. Nhà con nghèo mà nó không có tiền mua bánh trung thu. Nhà hôm nay mấy chú cho con quà, con nhất là mình gặp con để ăn hộp, bán con để ăn cho em ăn, con thấy rất là vui. Tôi thấy mấy cháu nó mừng, tôi cũng xúc động luôn. Mấy cháu nó mừng, tôi thấy thương xúc động quá trời. Đợt này, nhóm đã trao 150 phần quà, mỗi phần gồm lồng đèn, bánh trung thu, sữa, bánh kẹo và 5 quyển tập để các em dùng tạm khi bước vào năm học mới. Niềm vui của các em khi mở gói quà và những lời nói hồn nhiên, chân tình đã tạo thêm động lực để những tấm lòng thiện nguyện quyết làm nhiều điều ý nghĩa hơn nữa cho những cô cậu bé này. Hôm nay được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thì cùng với các thành viên trong câu lạc bộ đã đến trao cho các em thì thấy được hoàn cảnh các em hết sức là khó khăn. Chúng ta cần phải nhân rộng và giúp đỡ các em nhiều hơn. Trong những ngày qua, tại đảo Ngọc đã có nhiều nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm và các câu lạc bộ đến các xã vùng sâu, vùng xa trao hàng ngàn phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung Thu. Chăm lo cho thiếu nhi, trẻ em bị thiệt thòi là một trong những hoạt động thiện nguyện nổi bật tại Phú Quốc từ nhiều năm nay.